Hello, Sky xin chào mọi người. Hôm nay là Sky sẽ setup một cái không gian hớt tóc dưới cái cây thông Noel, có không khí Noel cho một người khá đặc biệt. Sky sẽ setup đấy nhá, chia sẻ mọi người sau. Guys, hôm nay là Sky sẽ hớt tóc cho anh Don. Thank you anh Don, trong thời gian vừa qua chưa có Sky ở đây mọi thứ. Thank you anh rất là nhiều. Sau khi hớt tóc là Don xin phép gửi thêm một lời yêu thương cho ủng hộ hành trình của Sky Thank nha. Anh Hả? Hợp với bạn Kim à? Hợp với bạn Kim. Oh, so you get busy, hả? review world luôn đó, cũng là challenge. Sao đây gặp chị Kim chưa hả? Kim rồi, bữa gặp mà bữa thì định lên, phải lên chứ phải đi Kim tốt Thôi bây giờ em lên ra xa quá. Em làm đi công chuyện của em. Rồi đây đi, rồi anh em còn gặp lại nhiều mà lo chứ. dạ cũng sẽ gặp mà. Nhưng mà thiết kế nó Chỉ kiểu cần hỗ ok, trợ tiền bạc rồi gì không? hiện tại bây giờ em ok đâu, bây giờ ok Anh em còn đó là cần gì dạ thì thì căn anh bản em còn đó là cần gì thì mình ấy về nó. tinh thần mình vẫn trước tiên nhé. Tinh thần là ủng hộ hết cỡ rồi đó nghe. Đấy, tinh thần là có bao nhiêu tinh thần ủng hộ hết cỡ rồi đó. quan trọng lắm á. Là sắp tới cái trận bên quên quên cũng là một trí tuệ mà đúng không? Quen luật sư thông minh. Thông minh. Rồi ok, very nice, very nice, Ok. Nó plain thôi. Looks good. Very nice. Cảm ơn Sky đã hớt tóc cho Don. Don với Sky là anh em thân thiết với nhau cũng rất là lâu, cho nên là cũng rất muốn ủng hộ cái hành trình của Sky để giúp cho những bệnh nhân ung thư trên khắp thế giới. Thì Don chỉ có một message rất là nhỏ. Vẫn rồi. Chưa bấm record. Bấm rồi. Chưa hồi nãy chưa. Hả? Hồi nãy nói rồi nhưng mà chưa bấm record giờ Sky nói lại. Xong cái haircut rồi. Để ủng hộ cho hành trình của Sky, Don chỉ có một thông điệp rất là nhỏ thôi, thì là Don rất mong các bạn hãy cố gắng mạnh mẽ và luôn luôn lạc quan. Chuyện gì cũng giải quyết bằng nụ cười, và cái gì buồn thì mình quên đi, thì mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Khi mà tinh thần của mình được luôn luôn tốt, thoải mái thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn, và các bạn sẽ vượt qua cái khó khăn cũng như căn bệnh một cách dễ dàng hơn. Nhân mùa Giáng sinh 2023, Don chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật ấm áp, vui vẻ với gia đình, và hãy nhớ luôn luôn giữ cái tinh thần lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Chào các bạn. Thank you anh John, rất là chia sẻ của anh John. Và sáng nay Sky, đó các bạn nhớ rằng mỗi một ngày là Sky sẽ thu nhập lời yêu thương gửi cho các bạn. Thank you, bye bye. Thank you. Xong cái hai cách cho những bạn khác. Xin chào, bye bye. Hôm nay Sky cùng với Thuần với Don có một cái buổi ăn nho nhỏ, chuẩn bị Sky sẽ rời bang tiếp theo là bang Texas. Hôm nay Thuần sẽ làm bò nhúng giấm, Sky sẽ phụ nè, làm tay nè.
thêm một loại rau nữa, đây là rau thơm, dĩa rau quanh cạnh chén. Nào mà ăn vui lâu chứ.